Ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, mã chứng khoán HHV đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần của HHV đạt 2.095 tỷ đồng, tăng hơn 233 tỷ đồng, tương đương 12,53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, tăng 2,33% so với năm 2021. Trong đó, lĩnh vực quản lý vận hành, tổng doanh thu thu phí của HHV tăng 17,43% so với cùng kỳ. Doanh thu thi công xây lắp năm 2022 của HHV cũng ghi nhận chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ nhờ đẩy mạnh thi công các dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định và Mai Sơn Quốc lộ 45, Mỹ Thuận, Cần Thơ. Kết quả của HHV thì tôi đánh giá như vậy cũng là khá là ấn tượng và cho thấy cái tính thích ứng tốt với cái khó khăn và theo cái định hướng phát triển bền vững. Từ quan điểm của cá nhân tôi thì tôi cũng luôn ủng hộ và mong muốn được sát cánh cùng với HHV. Thời gian qua, HHV và liên danh các nhà thầu đã ký kết nhiều hợp đồng có giá trị lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định cho giai đoạn 2022-2025 với tổng giá trị hợp đồng 15.780 tỷ đồng. Năm 2023, thi công xây lắp tiếp tục là hoạt động chủ đạo của HHV. Liên danh HHV đang thực hiện các gói thầu XL1, XL2 và XL3 thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn với tổng giá trị hợp đồng xây lắp gần 14.500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, HHV sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu thi công xây lắp các dự án đầu tư công và đầu tư PPP với sản lượng thi công xây lắp dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều máy móc thiết bị và xem cái dự án đầu tư chúng tôi là cái quân trường để huấn luyện bộ máy của mình. Và chúng tôi cũng thực hiện các cái biện pháp khác, tổ chức đào tạo ở tại các trường đại học và kết nối các chuyên gia đầu ngành để cùng nhau xây dựng và quản trị điều hành hệ thống tốt và đặc biệt ứng dụng thành công trong công nghệ BIM. Song song với đó, công ty tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư các dự án PPP hạ tầng giao thông. Cụ thể, giai đoạn 2023-2025, HHV dự kiến tham gia đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng. Cũng trong giai đoạn 2023-2025, nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc Nam sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành. Đây là cơ hội rất lớn để HHV tăng trưởng mảng hoạt động được xem là thế mạnh độc quyền. Thời gian tới, công ty dự kiến tham gia đấu thầu quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên các dự án mới hoàn thành với tổng chiều dài khoảng 545 km. Trong đó, tập trung vào các đoạn tuyến có các công trình đặc thù như hầm đường bộ, cầu lớn. Đèo Cả thì là một cái thương hiệu hàng đầu và đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng trong cả nước và đã và đang khẳng định cái thương hiệu bằng cái năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình. Và với hàng loạt các cái dự án giao thông trọng điểm trong cả nước với nhiều gói thầu lớn trên cái đại công trường cao tốc Bắc Nam cùng với kết quả kinh doanh đầy ấn tượng trong những năm qua, rồi thì với cái tiềm lực tài chính mạnh, với khả năng quản trị tốt, thì tôi tin tưởng rằng đây sẽ là giai đoạn mà Đèo Cả có thể phát triển bứt phá. HHV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.478 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 338 tỷ đồng, tăng 14%. HHV cũng có kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá trị chi trả khoảng 215 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của HHV thì chúng ta có thể nhìn thấy là tôi thấy là nó cũng sẽ tích cực trong năm 2023. Cái điểm đầu tiên là khối lượng công việc trong cái mảng thi công là nó cùng với cả tập đoàn mẹ vừa ký được cái gói thầu rất là lớn. Thứ hai là cái phần lãi suất chúng ta nhìn thấy ảnh hưởng trực tiếp chi phí tài chính đến HHV thì cũng sẽ được tiết giảm so với năm 2022. Cái thứ ba là cái lưu lượng xe thì cũng kỳ vọng là năm nay ngành du lịch với ngành dịch vụ là nó sẽ là phục hồi. HHV thì cũng là cái cổ phiếu đầu ngành ngành giao thông của cái niêm yết sàn. Bên cạnh đó, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực vốn. Tổng số vốn huy động trong năm 2023 dự kiến là 1.564 tỷ đồng, trong đó
823 tỷ đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 741 tỷ đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Vốn cổ phiếu sau 2 đợt phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ đạt 4.857 tỷ đồng. Cái kế hoạch tăng vốn như vậy thì chúng tôi sẽ tập trung vào, một là sẽ dành khoảng 800 tỷ cho đầu tư các dự án hạ tầng giao thông. Phần thứ hai là khoảng 700 tỷ chúng tôi sẽ dùng để đầu tư vào máy móc thiết bị, đồng thời cũng là bổ sung cái nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi trong cái bối cảnh mà tín dụng thắt chặt như vậy thì cái việc mà bổ sung cái nguồn vốn lưu động để thi công các cái công trình hạ tầng giao thông, đặc biệt là công tác về đầu tư máy móc thiết bị, rồi là bình ổn giá vật liệu, chuẩn bị các cái nguồn lực cho các dự án tương lai là một điều hết sức cần thiết. Và việc tăng vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của HV là hoàn toàn phù hợp. Với cái tầm nhìn chiến lược của tập đoàn Đẹp Cả như HV thì tôi tin rằng HV sẽ có những cái dự án lớn trong tương lai. Tôi là cổ đông của HV, tôi sẽ tiếp tục đồng hành với HV trong thời gian tới. Với chiến lược tăng trưởng tập trung, đi trong vòng tròn năng lực, HHP đặt trọng tâm phát triển trong những thế mạnh, năng lực chuyên sâu và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là đầu tư, thi công xây lắp và quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông. Mục tiêu hướng đến là con đường vàng tạo ra giá trị vàng. Khi mà các cái quy định của pháp luật nó chưa thật sự là hoàn chỉnh, các bên còn có những cái vấn đề chồng chéo. Thứ hai nữa là cái sự thấu hiểu của các bên, từ trung ương cho đến địa phương cho đến doanh nghiệp đến người dân, chưa thật sự là có sự chia sẻ, thì sẽ còn rất nhiều rủi ro. Nhưng bây giờ với cái việc rủi ro như thế thì chúng ta dừng lại ta? Hay là chúng ta nói thôi chứ khi nào hết rủi ro chúng ta hãy làm? Tôi nghĩ là không. Điều đó cũng đã thể hiện qua cái quan điểm của Đẹp Cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để cùng các địa phương tháo gỡ những khó khăn, cũng sẽ tiếp tục giải thích để người dân hiểu hơn cái việc làm trong những bối cảnh khó khăn. Và đâu đó chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh, kiến nghị để tháo gỡ thể chế chính sách.